Cuối năm là thời điểm các loại tội phạm lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Vì vậy, Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động tổng lực, phối hợp tác chiến đồng bộ giữa các lực lượng tuần tra khép kín địa bàn, với mục tiêu cao nhất là kéo giảm và triệt xóa các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Cơ động nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xử lý tất cả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn là hoạt động của tổ phản ứng nhanh được Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu triển khai trong đợt cao điểm. Đơn cử nhóm thanh thiếu niên này đang tụ tập và có dấu hiệu sử dụng phương tiện độ chế, nhanh chóng được tổ tuần tra yêu cầu giải tán và đưa về trụ sở xử lý. Với mục tiêu 100% đối tượng hình sự phải được quản lý chặt chẽ, 100% địa bàn không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, Công an 56 xã phường của thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực triển khai các biện pháp tích cực để chặn đứng yếu tố phát sinh và phòng ngừa tội phạm hiệu quả. Mục tiêu rất là quan trọng trong đợt này đề ra là 100% là các đối tượng hình sự là phải được kiểm danh kiểm diện và để quản lý chặt chẽ, không để chúng hoạt động. Và 100% địa bàn là phải đảm bảo an ninh trật tự. Hàng đêm là chúng tôi tổ chức nhiều cái tổ tuần tra kết hợp với cái 8394 của công an phường để khép kín địa bàn. Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm ra quân, ở thời điểm này, Công an thành phố Đà Nẵng còn bắt đầu áp dụng mô hình Công an phường xã tăng ca phục vụ nhân dân. 100% cảnh sát khu vực yêu cầu phải có kế hoạch bám cơ sở sau 18 giờ hàng ngày. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bởi chỉ khi nào gần dân, bám cơ sở thì công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mới có sự chuyển biến. Đây cũng là cái thời gian mà mình xuống địa bàn, mình tuyên truyền đến bà con nhân dân. Bởi vì bà con nhân dân là một cái cánh tay nối dài rất là đắc lực trong cái công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn. Cũng yêu cầu tất cả các khu vực, tất cả các chiến sĩ thì đăng ký lịch làm việc từng dưới khu dân cư và qua đó nắm bắt cái số, trong đó chú ý là hiện nay là cái số đối tượng cho vay nặng lãi, số đối tượng hiện bảo kê, tụi nợ thê, số đối tượng cá độ bóng đá. Ngoài việc siết chặt tại cơ sở, Công an thành phố còn duy trì 3 tổ công tác đặc biệt 911 phối hợp tác chiến với lực lượng 8394, tăng cường tuần tra trên khắp tuyến đường chính, vào tận ngõ ngách trong khu dân cư, qua đó khép kín địa bàn, không để các đối tượng hình sự ma túy có điều kiện hoạt động trong những ngày cuối năm.